Rồi. Thầy đọc ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 đề như sau. Xác định các chất ABCD và viết phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện để có thực hiện theo sơ đồ sau. Cái câu số 4 này thì chúng ta biết rồi, nó là CH2. CH đổ đôi CH CH2. Tất cả đều lần. Đó là câu số 4 này. Để điều chế ra câu số 4 này thì thằng này phải có dạng là CH2 đổ đôi CH CH nối đôi CH2. Mà bữa trước thầy dạy bạn rồi, con đường mà chúng ta điều chế ra thằng này thì chúng ta phải căn cứ vào đây. Từ CH4 chúng ta ra B thì nó chỉ có thể là C2H2 thôi. CH nối 3 CH. Rồi. Từ cái thằng này chúng ta sẽ điều chế ra vinylene acetylene bằng cách chúng ta nhị hợp. CH nối 3 C, CH nối đôi CH2. Rồi, câu này dễ rồi, CH3COONa. Không biết là trong tất cả các phương trình từ 1 đến 6 á, thì bạn cần thầy giải đáp các bạn phương trình nào? Còn cái chuỗi này thì chúng ta làm khá là quen thuộc. Cái mà nhị hợp acetylene Nhị hợp á hả? Các rồi phương trình, đây là phương trình số mấy nhỉ? Phương trình số số 4. 4 Mở số 4 mà nghĩa coi. nhiệt độ xúc tế áp suất. Vậy đó hả? Còn nếu vừa trước thì nói cho em rồi, nếu mà đi thi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không nên ghi rõ điều kiện, hiểu chưa em? Nếu mình nhớ mang máng thì thôi chúng ta ghi một cách chung chung là không bị mất điểm, hiểu vấn đề không? Coi đáp án luôn hả Ngân? Dạ, cái này là em đã trên mạng, chỉ đề của em là mất được. Để mà đề khó không à chứ?